Chào mừng quý bạn đến với kênh Phong Thủy Tâm An. Chào bố mẹ tuổi Ất Hợi 1995 và quý mùi 2003. Kính chúc quý bạn có nhiều sức khỏe để chào đón con yêu của mình. Nếu quý bạn có kế hoạch sinh con, đừng bỏ qua video này. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn nắm bắt được cuộc sống của cặp vợ chồng tuổi Ất Hợi và quý Mùi, hai tuổi này sinh con năm nào hợp. Đầu tiên là hôn nhân giữa vợ chồng Ất Hợi và quý Mùi. Nam và nữ mạng sinh năm 1995 tuổi ất hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là quá vãng chi chư, tức lợn hay đi. Mệnh hỏa sơn đầu hỏa nghĩa là lửa trên núi. Nam và nữ mạng năm 2003 tuổi quý mùi, tức tuổi con dê, thường gọi là quần nội chi dương, tức dê trong đàn. Mệnh mộc dương liễu mộc nghĩa là gỗ cây dương liễu. Trong 1995 âm hỏa lấy vợ 2003 âm mộc sẽ có mối quan hệ tương sinh. Khi kết hợp, mệnh hỏa sẽ bổ trợ và bồi đắp giúp mệnh mộc phát triển mạnh mẽ và đạt được những điều tốt đẹp nhất. Xét các yếu tố xung khắc trong quan hệ vợ chồng cho thấy vợ chồng bạn khá hợp nhau. Vận mệnh của hai người hòa hợp giúp cho cuộc sống hôn nhân cũng luôn được suôn sẻ, tài chính gia đình ổn định. Đồng vợ đồng chồng để cùng có một tổ ấm hạnh phúc, giàu sang phú quý, tiền bạc đủ đầy. Cuộc sống của hai bạn khá êm đềm, ít gặp sóng gió, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Để cuộc sống gia đình được trọn vẹn và hạnh phúc, quý bạn lên chọn năm sinh con thích hợp với bố mẹ. Sinh con hợp tuổi với bố mẹ còn giúp cho vận mệnh gia đình thuận lợi hơn, con cái phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc, lớn lên đạt được thành công trong sự nghiệp. Trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ tìm năm sinh thích hợp cho cặp vợ chồng Ất Hợi 1995 và Quý Mùi 2003. Vậy chồng Ất Hợi 1995 vợ Quý Mùi 2003 sinh con qua các năm để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố. Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là đại hung. Vì vậy cần tránh đại hung, nếu bắt buộc thì chọn tiểu hung, bình thường là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con. Chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 sinh con năm 2024. Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi giáp thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là phục đầm chi lâm, tức rồng ẩn ở đầm. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2024 có. Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khác với nhau vì hỏa hỏa hỏa. Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì mộc sinh hỏa. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điểm tương hợp của bố và con là 2.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3 điểm. Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình. 5.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 có thể sinh con năm 2024. Chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 sinh con năm 2025. Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi ất tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là xuất huyệt chi xà, tức rắn rời hang. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa nghĩa là lửa ngọn đèn. Năm 2025 có Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khác với nhau vì hỏa hỏa hỏa. Niên mệnh mẹ tương sinh với niên mệnh con vì mộc sinh hỏa. Mệnh mẹ làm lợi cho mệnh con. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con phạm lục sung, tị sung hợi và phạm tứ hành sung, dần, thân, tị, hợi. Địa chi của mẹ và địa chi của con không sung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 1.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3.5 điểm. Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình 5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Quý Mùi 2003 có thể sinh con năm 2025. Chồng Ất Hợi 1995 vợ Quý Mùi 2003 sinh con năm 2026. Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ tức tuổi con ngựa, thường gọi là hành lộ chi mã, tức ngựa chạy trên đường. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2026 có niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì thủy khắc hỏa, mệnh con không tốt cho mệnh bố. Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì thủy sinh mộc, mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ. Thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con. Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau. Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt lục hợp, ngọ hợp mùi. Điểm tương hợp của bố và con là 2 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con là 3.5 điểm. Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình 5.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Quý Mùi 2003 có thể sinh con năm 2026. Chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 sinh con năm 2027. Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi đinh mùi, tức tuổi con dê. Thường được gọi là thất quần chi dương tức dê lạc đàn. Mệnh thủy thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm 2027 có. Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì thủy khắc hỏa. Mệnh con không tốt cho mệnh bố. Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì thủy sinh mộc. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ. Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con. Thiên can của con trực xung với thiên can của mẹ vì đinh khắc quý. Địa chi của bố và địa chi của con đạt tam hợp, hợi, mão, mùi. Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 3 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con 2.5 điểm. Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, Thiên can, địa chi của bố mẹ và con trung bình, 5.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 có thể sinh con năm 2027. Chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 sinh con năm 2028. Nam và nữ sinh năm 2028 tuổi mậu thân, tức tuổi con khỉ. Mệnh thổ, đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà. Năm 2028 có niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì hỏa sinh thổ, mệnh bố làm lợi cho mệnh con. niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì mộc khắc thổ, mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. thiên can của bố bình hòa với thiên can của con, thiên can của mẹ tương hợp với thiên can của con vì quý hợp mậu. địa chi của bố và địa chi của con phạm lục hại, thân hại hợi và phạm tứ hành xung dần, thân, tị, hợi. Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau. Điểm tương hợp của bố và con là 2.5 điểm. Điểm tương hợp của mẹ và con 2 điểm. Năm 2028 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành, thiên can, địa chi của bố mẹ và con khá thấp, 4.5 trên 10 điểm. Như vậy, tuổi chồng ất hợi 1995 vợ quý mùi 2003 không hợp tuổi sinh con năm 2028. Các năm sinh con hợp nhất với hai bạn là 2026, 5.5 trên 10 điểm. 2027, 5.5 trên 10 địa điểm. 2035, 7.5 trên 10 điểm. 2038, 7 trên 10 điểm. 2039, 6 trên 10 điểm. Tuy nhiên, con cái là của trời cho, sinh nở vốn là việc tự nhiên, nên trước khi quyết định sinh con, các cặp vợ chồng nên đưa ra những quyết định phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh của gia đình mình. Có như vậy trẻ nhỏ mới được nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện tốt nhất. Không nên vì năm này là năm đẹp hay hợp tuổi cha mẹ mà quyết định mang thai và sinh nở một cách quá vội vàng. Video đến đây là kết thúc, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.